kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Tuyên Quang phát triển bền vững của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyên mục hôm nay có các nội dung chính sau đây. Tuyên Quang trồng trên 11.200 ha rừng, đạt 110% kế hoạch năm. Đây là năm tỉnh trồng rừng vượt kế hoạch nhiều nhất từ trước đến nay. Huyện Sơn Dương phát huy hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách, phát triển sản phẩm nhãn Thái Bình, huyện Yên Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã trồng trên 11.200 ha rừng, đạt 110% kế hoạch. Theo đó, diện tích trồng mới trên 10.700 ha, cây phân tán gần 500 ha. Đây là 5 tỉnh trồng rừng vượt kế hoạch nhiều nhất từ trước đến nay. Nhiều huyện có diện tích rừng trồng lớn như Yên Sơn trên 3.200 ha, Hàm Yên hơn 2.400 ha, Chiêm Hóa trên 2.000 ha. Song song với công tác trồng rừng, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung tuyên truyền người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng mới trồng, phát triển rừng trồng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm gỗ rừng trồng, đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay Tuyên Quang có 3 doanh nghiệp tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp được lựa chọn để cấp mã số vùng trồng. 3 tổ chức được lựa chọn để cấp mã số vùng trồng gồm: Công ty Cổ phần Chè Mỹ Lâm, tổ hợp tác sản xuất bưởi Xoài Hà, huyện Yên Sơn và tổ hợp tác Hương Chè Vĩnh Tân, huyện Sơn Dương. Các đơn vị này lọt vào danh sách đảm bảo các tiêu chuẩn OTAS về truy xuất nguồn gốc, phục vụ nội tiêu và xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như diện tích, tính ổn định trong sản xuất và chất lượng sản phẩm. Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện kiểm tra, khảo sát, đánh giá các tiêu chuẩn tại cơ sở để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp mã số vùng trồng trong thời gian sớm nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 134 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo, tập trung cải thiện mạnh mẽ các chỉ số thành phần, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo kế hoạch, mục tiêu cụ thể năm 2022, chỉ số PCI của tỉnh tăng từ 2 bậc trở lên trong bảng xếp hạng của cả nước, tiếp tục nằm trong các tỉnh có điểm số khá, đạt trên 65 điểm. Phần đầu đến năm 2025, chỉ số PCI tỉnh Tuyên Quang nằm trong nhóm 25 đến 20 tỉnh thành phố dẫn đầu trong cả nước và nằm trong các tỉnh thành phố có điểm số khá. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, các cơ quan đơn vị liên quan tập trung khắc phục để tăng điểm và vị trí xếp hạng các chỉ số bị giảm điểm năm 2021. Từ ngày 16 tháng 7 năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tuyên Quang thực hiện làm việc vào thứ Bảy hàng tuần, trừ các ngày lễ, ngày Tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những nỗ lực của tỉnh để giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân. Theo đó, các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả trong cả ngày thứ Bảy thuộc các lĩnh vực, gồm thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ Bảy, gồm các lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký doanh nghiệp. Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương đã bám sát chương trình mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện, kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tại xã Hảo Phú, hoạt động tư vấn, hướng dẫn người vay vốn mở rộng sản xuất, cách sử dụng vốn hiệu quả gắn với các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương được triển khai kịp thời. Hiện nay, các tổ chức chính trị xã hội của xã đang tiến chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hơn 20 tỷ đồng. Hảo Phú đang trong lộ trình về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Vì vậy, việc rà soát nhu cầu vay vốn của người dân đang được chính quyền địa phương chú trọng nhằm đảm bảo nguồn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng. Các nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội là rất kịp thời, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình, để chăn nuôi cũng như là phát triển kinh doanh. Với phương châm đưa vốn đến gần người dân, các chính sách tín dụng ưu đãi được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phổ biến, thông tin công khai. Thông qua mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn ở từng thôn bản, nguồn vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng. Các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng được ngân hàng chú trọng thực hiện như xây dựng hợp đồng ủy thác, triển khai rà soát, xác định đối tượng cho vay vốn, xem xét phương án hỗ trợ tối đa cho đối tượng thụ hưởng. Công tác quản lý nguồn vốn vay được quan tâm, chỉ đạo sát sao từ khâu thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn đến việc bình xét cho vay. Đến nay, toàn huyện Sơn Dương đã có gần 19.200 hộ vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 770 tỷ đồng.
Về cái vấn đề vay vốn để mà có hiệu quả thì là các cái tổ chức hội là phải cùng với thôn để hướng dẫn bà con nhân dân trong cái việc dùng cái nguồn vốn này, nó phải đảm bảo hiệu quả vay vốn để mà phát triển kinh tế gia đình, để tăng gia sản xuất. Chính như từ cái nguồn vốn này thì cái tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm đáng kể. Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã kịp thời tiếp sức cho người dân huyện Sơn Dương, tạo sinh kế để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, không chỉ góp phần vào công tác giảm nghèo mà còn thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Tuân Bình hiện đang quản lý trên 1.700 hectare rừng. Trong những năm qua, phát triển rừng theo hướng bền vững luôn được công ty quan tâm thực hiện nhằm mang lại giá trị cao, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Hoạt động trên địa bàn 5 xã của huyện Yên Sơn và 1 xã thuộc thành phố Tuyên Quang, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Tuân Bình đã thành lập 5 đội sản xuất lâm nghiệp gồm Tân Hồng, Tân Tiến, Xuân Vân, Trung Trực, Kiến Thiết. Hàng năm, công ty rà soát diện tích rừng sau khai thác để đưa vào trồng mới bằng cây giống chất lượng cao, gia tăng giá trị và sản lượng gỗ. Hiện nay công ty thực hiện tốt việc quản lý 1.400 ha rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, đồng thời rà soát trên 500 ha rừng tập trung có thổ nhưỡng phù hợp, chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn. Ngay từ những năm 2015-16 thì công ty cũng đã triển khai cấp chứng chỉ rừng FSC. Chúng tôi cũng đã lựa chọn một số những cái diện tích đất phù hợp với thổ nhưỡng để triển khai trồng rừng kinh doanh, chuyển dịch cái cơ cấu từ kinh doanh gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn, phấn đấu đến năm 2030 đạt được những cái sản lượng gỗ cũng như là các cái chỉ tiêu về thu nhập của cái ngành lâm nghiệp. Bên cạnh công tác phát triển rừng, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Tuân Bình đặc biệt chú trọng đến bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Mỗi đội sản xuất lâm nghiệp đều thành lập các tổ phòng cháy chữa cháy rừng, gồm cán bộ, công nhân, người dân có hợp đồng liên doanh trồng rừng, phối hợp cùng kiểm lâm địa bàn, lực lượng phòng cháy chữa cháy của các xã. Các đội có nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng xảy ra, nhất là trong thời điểm nắng nóng. Chúng tôi bố trí 3 đến 4 anh em thường xuyên là đi tuần tra rừng và bảo vệ những nơi mà trọng yếu, tuyên truyền cho người liên doanh là bảo vệ rừng. Chúng tôi bám sát những cái thông báo về cấp giấy rừng của Cục Lâm nghiệp cũng như là Khu quản lý lâm tỉnh, thì triển khai đến bà con thực hiện việc là không đốt, không dùng lửa, xử lý thực bì trong ngày nắng nóng, đặc biệt là mùa hè này, cho ký cam kết bảo vệ rừng đến từng hộ dân, trong đó là có cả các công ty, các công nhân công ty lâm nghiệp cũng như các hộ dân lân cận, thì từ đó là bảo vệ tốt diện tích hiện có của công ty cũng như của hộ dân. Nhờ thực hiện tốt công tác phát triển rừng bền vững, doanh thu sau khai thác đạt từ 30 đến 50 triệu đồng trên hecta trên chu kỳ, giúp đời sống cán bộ, công nhân và người liên doanh trồng rừng với công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Tuân Bình được nâng cao, an tâm gắn bó với rừng. Trong những năm gần đây, sản phẩm nhãn của xã Thái Bình, huyện Yên Sơn ngày càng được người tiêu dùng biết đến bởi chất lượng tốt. Nhiều chủ vườn đã có những cách làm sáng tạo để đưa sản phẩm ngày càng chinh phục được người tiêu dùng gần xa. Điều mà ông Thức luôn tự hào đó là tất cả các gốc nhãn của gia đình đều được ông ghép mắt từ cây nhãn gốc trong vườn nhà. Mặc dù mẫu mã chưa thực sự được đẹp so với một số nhãn ghép từ nơi khác, nhưng những quả nhãn to ngọt giúp cho sản phẩm của gia đình ông luôn được thương lái biết đến. Toàn bộ cây ghép mang đi dự án mang đi dòng thì nó quả thì chất lượng to hơn nhãn vườn. Thế nhưng mà ăn thì nó lại thua chất lượng của nhãn vườn. Việc xây dựng những khu vườn mẫu nông thôn mới được xã Thái Bình triển khai từ nhiều năm trở lại đây. Các vườn mẫu được hình thành giúp cho người dân có được cái nhìn mới về phát triển nông nghiệp hàng hóa. Cây nhãn vốn là cây trồng chủ lực của xã, giờ đây lại càng được chú trọng, không chỉ riêng của xã Thái Bình, mà đây còn là vùng trồng nhãn hàng hóa của huyện Yên Sơn. Chủ trương của địa phương là quy hoạch cải tạo lại toàn bộ vườn tạp của các hộ dân, chuyển đổi giống cây giúp cho giá trị sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương này ngày càng được nâng cao. Năm 2021, xã Thái Bình đã thực hiện là 10 vườn mẫu và năm 2022 đang phấn đấu thêm 2 hộ mẫu nữa. Trong thời gian thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu thì các hộ gia đình cũng đã phát triển kinh tế rất là tốt và chăm chút cải tạo vườn để phát triển kinh tế tốt hơn. Thực tế cho thấy, duy trì được chất lượng sản phẩm, khẳng định được chỗ đứng trên thị trường thì sản phẩm nhãn Thái Bình là lựa chọn của nhiều người tiêu dùng. Đây cũng sẽ là điều kiện để sản phẩm ô cốp chủ lực của địa phương sẽ ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới.
Thời gian qua, huyện Yên Sơn đã có nhiều nỗ lực trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn được học tập, vui chơi và phát triển một cách toàn diện. Thông qua các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trong lứa tuổi học sinh đã góp phần thúc đẩy tìm kiếm tài năng và phát triển năng lực của các bạn trẻ. Vật liệu chèn khe co giãn của đường bê tông được làm từ rác thải ni lông, rác thải cao su và nhựa đường. Đây là sản phẩm đã đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng huyện Yên Sơn năm 2022. Sản phẩm đã được ứng dụng thực tế tại một số địa phương trên địa bàn huyện, tận dụng nguồn phế liệu, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giảm chi phí thi công đường bê tông. Sản phẩm này của em là vật liệu chèn khe co giãn, được làm từ rác thải ni lông, rác thải cao su và nhựa đường, giảm cái rác thải ô nhiễm của môi trường và giảm cái tiền để mà mua cái vật liệu về mình thực hiện ạ. Còn đối với sản phẩm bản đồ điện tử trong thư viện của nhóm học sinh trường trung học cơ sở Thái Bình, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong quá trình đọc sách của các bạn nhỏ, các em đã nghiên cứu tạo ra sản phẩm có tính ứng dụng cao. Bản đồ điện tử trong thư viện nhằm giúp cho các bạn và mua sách, tìm sách đọc hoặc là những người mua sách có thể tìm thấy sách mình cần một cách nhanh và hiệu quả nhất. Ngoài thư viện ra còn có thể áp dụng vào các hiệu sách, các cửa hàng tiện lợi và còn có thể áp dụng vào trong các phòng thiết bị để đồ dùng học tập. Để phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thanh thiếu nhi, hàng năm huyện Yên Sơn đều tổ chức nhiều cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh các cấp. Từ hoạt động này đã thu hút sản phẩm, dự án của thanh thiếu nhi trong nhiều lĩnh vực như hóa học, vật lý, kỹ thuật cơ khí, khoa học xã hội. Các sản phẩm đều được chuẩn bị chu đáo, đầu tư nhiều về thời gian, công sức, có tính ứng dụng cao vào thực tiễn. Đối với các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện, thời gian qua đã rất là tích cực tham gia sáng tạo và có nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao. Thông qua cái cuộc thi thì các em được phát huy tính sáng tạo, từ đó làm cái nền tảng cho hành trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Từ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Sơn đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực trong việc khơi dậy sự sáng tạo, niềm đam mê khoa học kỹ thuật của thanh thiếu nhi. Những kết quả đạt được sẽ là động lực để các em tiếp tục học tập, rèn luyện, hứa hẹn đạt được nhiều kết quả hơn về sáng tạo khoa học kỹ thuật trong tương lai. Chuyên mục Tuyên Quang phát triển bền vững số tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang từ đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau.